Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thừa Thiên Huế, không đủ bằng cấp, vẫn ngồi ghế cán bộ, thậm chí giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ trái quy định. Nhiều người bức xúc bình luận, không thể để kẻ ngốc chỉ đạo người khôn. Thành phố Hồ Chí Minh, chậm xử lý vụ giám đốc Sở Lao động lấy tiền chống dịch COVID-19 phát cho chính mình, tiếp tục có đơn tố cáo gửi đến hai bộ trưởng. Dấu hiệu viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine COVID-19 ở nhóm chưa trưởng thành. Hàn Quốc rút tên Việt Nam khỏi danh sách các quốc gia có dịch COVID-19 ở mức đỏ, cần kiểm soát nghiêm ngặt. Hồng Kông tiếp tục yêu cầu toàn bộ cư dân xét nghiệm COVID-19. Như quý vị đã thấy trong phần giới thiệu, rất nhiều tin nóng sẽ được chúng tôi đề cập trong bản tin ngày hôm nay. Và không làm mất thời gian của quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay sau đây. Hàn Quốc rút tên Việt Nam khỏi danh sách các quốc gia có dịch COVID-19 ở mức đỏ, cần kiểm soát nghiêm ngặt. Thông báo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, sau khi xem xét toàn diện, phân tích rủi ro theo quốc gia và số lượng trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận khi nhập cảnh, đơn vị này quyết định rút tên 3 quốc gia gồm Việt Nam, Myanmar và Ukraine khỏi danh sách tăng cường kiểm dịch COVID-19. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định bổ sung Việt Nam vào nhóm quốc gia tăng cường kiểm dịch. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4, tất cả những người từ Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc sẽ phải tự cách ly trong 7 ngày, cho dù đã được tiêm phòng COVID-19 hay chưa. Tỷ lệ bán vé trên các chuyến bay từ Việt Nam vào Hàn Quốc cũng chỉ được phép giới hạn tối đa 60% trên tổng số ghế. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Chưa từng có trong suốt 2 năm đại dịch, bệnh nhân COVID-19 thoát cửa tử sau 80 ngày can thiệp hệ thống tim phổi nhân tạo. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Phong, trưởng khoa hô hấp 1 Bệnh viện Nhi Đồng 2, ngày 2 tháng 4 cho biết, bệnh nhân nhập viện cuối năm ngoái trong tình trạng viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy hô hấp phải thở máy thông số cao. Bệnh diễn tiến xấu nhanh, tổn thương đa cơ quan rất nặng. Trong quá trình điều trị, có những lúc bệnh nhân tưởng chừng như không thể qua khỏi. Các y bác sĩ túc trực theo dõi sát, nỗ lực kết hợp nhiều biện pháp. May mắn bệnh nhân ngưng được ECMO, hệ thống tim phổi nhân tạo sau 80 ngày, cai máy thở một cách thần kỳ. Tuy nhiên, tình trạng viêm phổi vẫn còn nặng, phải thở áp lực dương liên tục qua mũi nên cô được chuyển đến khoa hô hấp 1 tiếp tục điều trị. Ngoài ra, bệnh nhân cũng đang còn nhiều tổn thương về tâm lý. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh chậm xử lý vụ giám đốc Sở Lao động lấy tiền quỹ chống dịch COVID-19 phát cho chính mình, tiếp tục có đơn tố cáo gửi đến hai bộ trưởng. Ngày 3 tháng 4, một lãnh đạo phòng ban chuyên môn ở Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã viết và gửi đơn kêu cứu, kiến nghị Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đơn này đề nghị các bộ trưởng có ý kiến liên quan đến vụ việc giám đốc sở này là ông Lê Minh Tấn sử dụng tiền từ quỹ chống dịch để hỗ trợ cho chính bản thân ông và nhiều cán bộ khác thuộc sở. Theo người viết đơn, sau khi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo từ báo cáo xác minh ban đầu của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp công khai kết quả vận động. Thế nhưng, các khoản chi khó lý giải, không sử dụng đúng mục đích vẫn chưa được làm rõ. Vị lãnh đạo phòng ban chuyên môn cho biết, với những sự việc liên quan đến Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại Thành phố Hồ Chí Minh chậm vào cuộc. Đồng thời, tập thể cán bộ, công nhân viên chức người lao động không nhận được thông tin chính thức từ nơi có thẩm quyền để trả lời dư luận. Trước đó, các lãnh đạo cấp cao nhất của Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được 4,6 triệu đồng tiền hỗ trợ dịch COVID-19 từ quỹ chống dịch. Đáng lý ra thì quỹ này phải được sử dụng để hỗ trợ người dân và các đơn vị y tế. Ngoài ra, số tiền hàng chục tỷ đồng trong quỹ chống dịch cũng được sử dụng sai mục đích, phục vụ quá trình đi công tác của các cán bộ. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thừa Thiên Huế, không đủ bằng cấp, vẫn ngồi ghế cán bộ, thậm chí giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ trái quy định. Nhiều người bức xúc bình luận, không thể để kẻ ngốc chỉ đạo người khôn. Theo quy định của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có hiệu lực từ năm 2020, công chức không được giữ chức vụ lãnh đạo quá hai nhiệm kỳ liên tiếp tại một đơn vị. Tuy nhiên, qua thanh tra tại Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ ra có 8 trường hợp giữ chức vụ tại một đơn vị vượt quá hai nhiệm kỳ. Mặt khác, tại thời điểm thanh tra, có 3 trường hợp chưa có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Qua kết luận thanh tra, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy có kế hoạch sắp xếp, bố trí lại các vị trí giữ chức vụ tại một đơn vị quá 2 nhiệm kỳ
với cán bộ chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, cần có kế hoạch cử đi học tập. Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy cho biết đang tiến hành điều động, luân chuyển cán bộ để khắc phục tồn tại trên. Tuy nhiên, về phía dư luận, nhiều người cho rằng không thể dừng lại ở việc làm sai rồi sửa, cần phải làm rõ trách nhiệm, xử lý những lãnh đạo vô tình hoặc cố ý để cán bộ cấp dưới giữ ghế quá 2 nhiệm kỳ, không đủ bằng cấp vẫn làm cán bộ. Cần làm rõ xem có tiêu cực trong các vụ việc này hay không. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Dấu hiệu viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine COVID-19 ở nhóm chưa trưởng thành. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hiền Minh, Phó trưởng đơn vị tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim cấp ở nhóm chưa trưởng thành khi tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna thường gặp ở nam hơn là nữ, xuất hiện sau khi trích liều thứ hai và thường xảy ra 2 đến 4 ngày sau khi tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp có thể gặp sớm, khoảng 12 giờ sau khi tiêm, hoặc muộn hơn trong vòng 1 tuần kể từ khi tiêm, thậm chí có trường hợp trễ hơn lên đến 42 ngày. Dấu hiệu điển hình của viêm cơ tim là những cơn đau ngực cấp, khó thở, hụt hơi, cảm giác có nhịp tim nhanh, không đều hoặc hồi hộp đánh trống ngực, ngất, vã mồ hôi, trạng thái thần kinh kích thích, ăn uống kém hơn bình thường, nôn ói nhiều, có thể sốt hoặc không. Bác sĩ khi khám và nghe tim sẽ thấy tiếng cọ màng tim, kiểm tra xem có mạch nghịch thường hay không, kết quả điện tâm đồ biến đổi, siêu âm tim có rối loạn chức năng, vận động thành tim hoặc tràn dịch màng tim. Do vậy, tất cả các trường hợp sau khi tiêm vaccine COVID-19 có một trong số các dấu hiệu nghi ngờ như là đau ngực, khó thở, rối loạn tim cần được thăm khám để loại trừ viêm cơ tim, viêm màng tim cấp. Gia đình cần thông báo tới đường dây nóng được ghi trong tờ phiếu hướng dẫn, theo dõi sau tiêm hoặc đến bệnh viện gần nhất để được thăm khám kịp thời. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Hồng Kông tiếp tục yêu cầu toàn bộ cư dân xét nghiệm COVID-19. Nhà chức trách Hồng Kông, Trung Quốc hôm nay, ngày 3 tháng 4, đã yêu cầu toàn bộ dân số hơn 7,4 triệu người tự nguyện xét nghiệm COVID-19 tại nhà trong 3 ngày liên tiếp kể từ tuần tới. Theo hãng tin AP, thông báo của trưởng đặc khu Hồng Kông, Carrie Lam, được đưa trong bối cảnh khu vực này đang vật lộn để kiềm chế đợt bùng phát tồi tệ nhất đang xảy ra, và nhà chức trách phát đi nhiều tín hiệu trái chiều về làm xét nghiệm và phong tỏa. Bà Lam nói việc xét nghiệm bắt buộc đối với toàn bộ dân cư là cần thiết nhưng không giải thích cụ thể. Tuy nhiên, chia sẻ này bị nhiều nhà chức trách Hồng Kông bác bỏ vì có thể gây ra cảnh mua sắm hoảng loạn. Hồng Kông hôm qua đã dỡ bỏ lệnh cấm cư dân từ 9 quốc gia đang có số ca mắc COVID-19 cao, gồm cả Anh và Mỹ trở về. Ngày 3 tháng 4, Hồng Kông ghi nhận 5.820 ca mắc mới. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!